Theo ghi nhận của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, vỉa hè dọc các tuyến đường Trường Chinh, Cộng Hòa, quận Tân Bình, đường 3 tháng 2, quận 10, đường Võ Thị Sáu, quận 3, đường Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận đều xuống cấp nặng. Cụ thể, tại tuyến đường Trường Chinh xuất hiện tình trạng vỉa hè bị nứt nẻ, bong chóc gạch đá. Tại đoạn đường này có nhiều mảng gạch lớn bong ra, biến mất, lộ lớp đất cát. Vỉa hè của đường Trường Chinh cũng bị lấn chiếm. Vào giờ cao điểm, học sinh buộc phải di chuyển xuống lòng đường vì không còn lối đi. Tương tự, trên đường 3 tháng 2, quận 10, có nhiều đoạn vỉa hè sụt lún, tạo thành các ổ gà. Dù cao điểm hay thấp điểm, vỉa hè trở thành đường riêng cho xe máy, khiến đi bộ lo sợ tai nạn. Đoạn ngã tư đường Võ Thị Sáu giao với đường Pasteur, gạch trên vỉa hè sụt lún nghiêm trọng, tạo thành những hố sâu, người dân phải cắm cây cảnh báo người đi đường.